chào mừng tất cả quý vị, chị, quý bà con đã quay trở lại với kênh Hội Bất Động Sản Việt Nam. Và ngày hôm nay em sẽ review cho quý vị, chị, quý bà con tham quan một căn biệt thự mini vừa được hoàn thiện, đã được lau dọn sạch sẽ. Và trong ngày hôm nay mình sẽ review tường tận tất cả chi tiết về căn biệt thự này, cũng như thế là giá cả, giá bán về pháp lý cho quý vị, chị, quý bà con cùng tham quan ở căn nhà này nhé. Và bây giờ mình sẽ ra bên ngoài bật mí một chút. Diện tích căn nhà này sẽ là ngang 5m, dài 18m, sổ hồng riêng, thổ cư 100%. Tại phường Bình Chuẩn, thành phố Thuận An, Bình Dương. Nhà vừa mới hoàn thiện xong nhé bà con. Đây mình vừa mới thuê thợ về lau dọn rất là sạch sẽ rồi. Thì quý vị, chị, quý bà con nào mà có nhu cầu đi tham quan thực tế thì cứ liên hệ trực tiếp với em Phương qua số điện thoại trên màn hình để đi coi nhà miễn phí nhá. Nhà rất là mới 100% nhá, không phải nhà sửa chữa đâu. Như mọi người thấy ở đây là cơ sở tầng rất là tuyệt vời, đường xá rất là sạch sẽ, dân cư ở rất là đông đúc. Pháp lý thì đương nhiên là sổ hồng riêng, thì có hỗ trợ ngân hàng lên đến 70%. Và bây giờ xin mời quý vị, chị, quý bà con cùng theo chân em ra bên ngoài để tham quan cơ sở tầng một chút trước khi vào review căn nhà này nhá. Như mọi người thấy ấy, ở đây sẽ là không gian bên ngoài đây sẽ là sân này. Sân thì mọi người thấy là đường xá rất là to, đẹp, sạch sẽ. Mặt tiền ở đây thì nói chung là gần góc ngã tư này, trục đường chính, thì quý vị, chị, quý bà con về có thể kinh doanh buôn bán được, mở tiệm thuốc tây, tạp hóa hay là mở văn phòng công ty thì cũng rất là tuyệt vời nhá. Dân cư ở rất là đông đúc, tọa lạc tại phường Bình Chuẩn, thành phố Thuận An, Bình Dương. Nhà là nhà sổ hồng riêng, thổ cư sẽ là 100% nhá. Đường ở đây mọi người hai container có thể tránh nhau thoải mái luôn. Đấy. Ở đây là căn biệt thự mini Mai Thái mà em muốn giới thiệu đến bà con. Và đương nhiên ở bên trên sẽ là lợp ngói nhé bà con. Trên sẽ là lợp ngói đấy. Đấy, như mọi người thấy ở xa xa đây sẽ là lợp ngói nhé. Em đi ra xa một chút cho bà con coi ở trên phần lóc trên. Đấy. Mọi người thấy không? Trên lợp ngói rất là mát, thoáng, đẹp, hiện đại. Đây là phần kết cấu về phần mặt tiền. Bà con nếu mà đang cần tìm mẫu nhà đẹp để xây cất, thấy mẫu nhà này ưng ý thì có thể áp dụng xây theo nhé. Đây, thấy mọi người thấy ở đây dân cư ở rất là đông rồi nhá. Đây một mẫu rất là mới nhất 2021. Đây quý vị chị nào mà thích thì có thể áp dụng xây theo. Và nếu mà thấy đẹp thì đừng quên tặng cho em Phương một like. Đây, ai mà muốn cập nhật thêm nhiều mẫu nhà đẹp như thế này thì đừng quên bấm đăng ký kênh và chuông của em, để khi đi coi nhà thì em sẽ mua nhà, em sẽ giảm trực tiếp cho từ 5 đến từ 10 đến 50 triệu tùy từng căn nhá. Như mọi người thấy ở đây là phần mặt tiền này. Cổng ở đây sẽ là cổng phong cách biệt thự nhá. Cổng sắt 4 cánh, cắt CNC rất là đẹp. Các họa tiết rất là mới nhá. Đây mọi người thấy này, tất cả đều là cắt CNC hết nhá. Chỉ có những căn cao cấp thì mới có cái cổng như thế này này. Đấy, cổng cắt CNC rất là đẹp. Bên ngoài có tích hợp sẵn một cái chuông cửa này. Chuông cửa nha. Ở đây em sẽ đi vô bên trong cho mọi người tham quan bên trong. Bên ngoài đây sẽ là không gian vỉa hè này. Cái vỉa hè này là 3,5m nha. Sử dụng riêng, không tính vào cái diện tích nhà. Trong nhà này thì cái sân này sẽ là ngang 5m, sâu vô 5m. Thì mọi người có thể để được những chiếc xe 7 chỗ thoải mái. Đây là không gian để rửa nhá, không gian để rửa đồ đạc ở kia, rửa chân, rửa tay hay là cắm vòi rửa xe, rất hợp lý. Và đương nhiên cái sân này em sẽ làm bên trong giúp cho bên ngoài một chút, để khi mà mọi người rửa xe không gian này ấy, thì sẽ không bị bắn lên, không bị trôi ngược vào nhà hoặc là đọng nước. Thì hai bên tường cũng có làm, cũng có đóng lên cao 1m nhá, đóng gạch lên cao 1m cho sạch sẽ, rửa xe nó không bị bắn lên tường. Bên này có một ô nhấn để trang trí tranh bê lê này. Đấy, ô nhấn rất là đẹp. Như mọi người thấy trần này. Đây là không gian trần này. Trần bên ngoài, trên mình xây phun ra tới ngoài nhá. Xây phun ra tới ngoài. Trần có các đèn led trang trí rất là đẹp nha mọi người. Đây trần.
mẫu rất là ok. Bên này có ô nhấn để trang trí tranh 3D. Và tuy là ô nhấn bên ngoài thì mình vẫn các ô nhấn mình vẫn có đi các đèn hắt xuống nhá, đèn soi xuống, soi tranh á. Bên trong đây mọi người còn có thêm một lớp cửa bốn cánh với kính cường lực, thì mọi người sẽ tận dụng đến cái không gian này để lấy gió lấy ánh sáng tự nhiên cho ngôi nhà nhá, lấy ánh sáng tự nhiên cho ngôi nhà. Khi mà mình đóng cửa thì mình vẫn hứng được ánh sáng tự nhiên cho ngôi nhà này, sẽ rất là sáng sủa nhé bà con. Rồi chỗ này có một cái điểm nhấn, đó là các bậc cấp để đi lên, bậc đề 3 để đi lên không gian phòng khách. Mọi người sẽ có một không gian phòng khách siêu là rộng, với diện tích là ngang 5m, dài vô 5m rưỡi. Rồi bên tay phải của chúng ta sẽ là không gian để trang trí, rồi có thể để kệ tivi ở không gian này. Còn một cái kệ nhá, còn một kệ chưa ráp. Đấy, kệ sẽ ráp sau. Điện để được đi âm tường hết. Trong nhà này vẫn có ốp nát lên cao 4m2 nhé bà con. Vẫn có ốp nát lên cao 1m2. Bên này mình có đóng trang trí thêm các tấm plastic màu đá cẩm thạch. Và bên tay trái của chúng ta sẽ là một ô nhấn để trang trí tranh 3D, có các bóng đèn hát xuống cho cái không gian bức tranh này sẽ rất là ok nhé mọi người. Đây là không gian đèn trần, đèn chùm các thứ nhá. Đây cái trần này rất là mới này. Đây, mình ưng cái mẫu trần này cực kỳ luôn. Quý vị chị, quý bà con nếu mà thấy mẫu trần này đẹp thì có thể áp dụng làm theo cho căn nhà của mình thêm xinh xắn hơn nhá. Để mình test cái công năng của cái chức năng của cái đèn chùm này nhá. Đèn chùm dạng vuông hiện đại. Nó có đổi màu rất là ấy, có 3 kiểu màu nhá. Đây là một màu đậm này. Đây, tắt cái này một màu sáng này. Đó, màu sáng này. Rồi sẽ đậm hơn một tí này. Đó. Rồi nó sẽ đậm hẳn luôn này. Đó, nó sẽ ánh sáng vàng như thế này. Rồi đấy, bây giờ mình sẽ review chi tiết bên trong này. Đây là không gian cầu thang cua hát vô bên trong. Cầu thang cua hát vô bên trong cũng đảm vẫn là đẹp nhất. Và không gian cái hành lang đi xuống bếp này sẽ rộng đâu đó khoảng độ 1m6 nha mọi người. 1m6, 1m7, 1m7 đấy, chính xác là 1m7 nhá. Rất là rộng. 1m7 để đi cua hát lên trên thì bù lại cái nhịp giữa ấy, mình sẽ làm rộng một chút để bù lại cái không gian cái chỗ này thì gọi là thiếu bậc đi. Đấy, cho nó đủ 21 bậc. Cái màu sơn cũng như là tay vịn gỗ ở đây sẽ rất là đẹp, màu này sẽ vàng hơn cái bên kia mình làm một chút, dành cho ai thích cái không gian mà cũng như là ánh sáng vàng. Ở đây sẽ còn ráp kính nữa, thôi là xong hết, đầy đủ hết. Nhưng mà sẽ có ráp kính. Và đặc biệt ở gần cầu thang này sẽ có một cái tủ trưng bày rượu nhé bà con. Tủ trưng bày rượu đấy. Đó, tủ trưng bày rượu, trưng bày để vậy. Mọi người thích để vậy cho thoáng cũng được. Rồi ok, đấy là không gian cầu thang. Nhưng mọi người thấy rất đẹp nhá, rất là lịch sự. Đây là không gian bên trong nhìn ra, không gian nhìn trong nhìn ra bên ngoài. Mọi người thấy không, thấy không gian rất là khang trang, sạch sẽ, đẹp. Mình gợi ý một chút thì không gian này ấy, thì mọi người nên để cái kệ tivi không gian này. Đấy, kệ tivi không gian này sao rất là lịch sự. Rồi bàn ghế salon hay ghế sofa thì mình chạy cua theo kiểu chữ L tới đây. Đó, xong rồi cua hát ở đây một chút sẽ rất là đẹp nhá. Rồi sẽ làm cái bàn ở giữa đây. Đấy, ngồi không gian này sẽ rất là đẹp. Rồi ok, cái gạch nền này sẽ xài gạch bóng kiếng. Bóng kiếng này sẽ là 80x80, hàng cao cấp nhá, hàng cao cấp, hàng cao cấp. Và rồi em sẽ đi vô trong không gian nhà bếp cho bà con tham quan. Một không gian nhà bếp rất là đẹp. Quý vị, chị, quý bà con nếu mà thấy đẹp thì tiếc gì một like cho em Phương nhá. Rồi xem nào, có chị em không gian, có chị em nào mà thích đứng nấu ăn ở không gian đẹp như thế này không thì liên hệ với em Phương nhá. Rồi gầm cầu thang này mọi người có thể tận dụng không gian này để tủ lạnh, rồi cả máy lọc nước ở bên cũng được, tại vì không gian này còn rất là rộng nhá. Đấy, tặng cho bà con một bộ tủ bếp như thế này. Gỗ đây sẽ là gỗ thịt, có cả tủ trưng bày rượu rất là đẹp. Một cái mẫu mà chỉ bên anh em hội bất động sản miền Nam thường hay sử dụng cái mẫu tủ này. Nhìn cái là biết của anh em hội bất động sản miền Nam nhá. Chủ đầu tư là Hoàng Phương, là mình luôn nhá. Rồi đây là nối đi xuống dưới. Máy giặt bà con có thể để không gian này. Máy giặt thì đương nhiên là sẽ có cái lỗ thoát nước ở dưới này, có sàn đây. Cái vòi này hiện tại thì đang để vậy. Bà con nào mà để máy giặt ở đây thì có thể là
tháo cái vòi ra, gắn cái ống cấp nước vào. Phía sau này sẽ có cái một cái hành lang ở bên này, hành lang mình. Đó, đây là nó chắc chắc sang bên nhá. Chắc nhà mình được mang người ta, kể cả người ta xây, người ta chỉ có xây tới đây thôi này. Mình vẫn có được một đường cửa sổ nhá, không lo cái vấn đề người ta xây lên. Thế xung quanh hàng xóm rất là đông, rất là đông, dân đây dân toàn dân lâu đời rồi. Đấy, người ta xây thì mình vẫn còn một nửa cửa, đóng cửa này, mở cửa này là bình thường, đúng không? Vẫn còn thoáng, đáng, sạch sẽ, thoải mái. Rồi cái Nabo rửa mặt mình sẽ để bên ngoài để tận dụng cái không gian bên trong cho nó rộng rãi một chút. Gương soi để sẵn đây, rồi ở đây có một cái ổ cắm điện, nguồn cấp cho cái máy giặt nếu cần. Rồi không gian này mình có thể, nếu mà không để máy giặt ở đây thì để máy giặt lên bên trên. Không gian này có thể tận dụng để rửa ráy đồ đạc họ kia vân vân và vân vân. Rồi một sự cải tiến cho bên anh em của bất động sản miền Nam khi đang thử nghiệm cho công trình này. Cái nhà vệ sinh, thì bồn cầu mình sẽ để ở giữa cái không gian này, không gian giữa này. Nhường lại không gian bên trong cho cái không gian nhà tắm như thế này nha. Mọi người sẽ có một cái cabin tắm. Đó, một cái cabin tắm như thế này, vòi tắm sẽ để trong cùng. Xe thì đương nhiên, nhà cao cấp như thế này phải là xe thuyền nhá thì mới đẳng cấp được, mới xứng tầm nhá. Đây, mọi người cứ đóng cửa lại, thấy không? Tắm rửa sạch sẽ thoải mái. Cho nó có một cái gì đó gọi là nó tây tây nhá bà con. Không. Tường thì ốp nát lên cao, rất là cao, cao hết tầm luôn. Đem đi vô trong cho mọi người tham quan một chút cái vật tư trong nhà tắm này, xem sân thuyền cao cấp nhá. Gian này nói chung là cũng khá là rộng rãi rồi, không mong chờ gì hơn là một không gian này nữa nhá. Rồi ok, em sẽ ra bên ngoài. Anh em nào thích cái mẫu cabin tắm này ở những căn nhà tiếp theo thì cho em xin ý kiến ở phần bình luận bên dưới để em còn biết nối lại căn tiếp theo em làm thêm mấy cái như thế này nữa nhá. Em làm thêm mấy cái nữa. Đây, công tắc điều khiển các đèn trong nhà tắt đi bật lên này, à, thấy không? Còn mảnh cảnh đèo luôn. Đây là không gian bên trong nhìn ra. Cái tủ trưng bày rượu này á thì em còn gắn thêm cả kính nữa này, kính ở ba mặt cũng như là các ngăn sàn như này. Đó, ngăn sàn nhé, ngăn là thành ba sàn, sàn dưới, sàn trên một tí. Ok, rồi đấy, bây giờ em sẽ đi lên trên cho bà con tham quan. Mọi người cùng em theo dõi lại một chút về cái phần lầu dưới này như thế nào nhá. Rồi có ý kiến gì hay cho em xin ở phần bình luận bên, xin nhận xét ở phần bình luận bên dưới. Rồi bây giờ em sẽ đi lên lầu trên. Không đang sử dụng lầu trên sẽ có cái gì? Ồ, cầu thang này là 1 mét, thang là 1 mét nhá, cho nó gọn gàng. Biết 2 như một số căn trước thì nó hơi rộng. Chỗ này này còn có một cái bậc bậc như thế này, mọi người có thể về để trồng thêm một cái tiểu cảnh nhỏ nhỏ, một cái những chậu hoa, cái cảnh gì gì đó cũng được. Đấy, trên nhìn xuống rất là đẹp nhá mọi người. Đấy, không gian nhìn xuống, không gian này mà không đẹp thì còn không gian nào đẹp nữa, đúng không bà con? Rồi ok, đây là không gian. Mời bà con tham quan một chút không gian trên nhìn xuống này. Một không gian phòng khách rất là rộng rãi, thoáng đãng. Vì cửa kính cường lực sẽ tận dụng tối đa cái chức năng để lấy ánh sáng tự nhiên cho ngôi nhà này. Rồi mời bà con lên trên tham quan nhá. Mọi người hãy dành cho em 3 phút để coi hết video. Mọi người có thể hình dung ra tất cả những công năng trong nhà cũng như thế là cái vẻ đẹp của nó, cũng như thế là nếu mà mọi người cũng như bà con muốn xây nhà thì có thể theo dõi được tường tận. Và đặc biệt căn nhà này sẽ có cả giếng trời. Thì nãy mình như rồi mình chưa nói thôi, sẽ có giếng trời, một phòng ngủ rất là rộng rãi, thiết kế cho các cặp vợ chồng trẻ. Đấy, ưa những không gian đẹp, những cái phong, những cái nét đẹp cũng như là một sự năng động trong cái thời buổi hiện đại này. Một không gian phòng ngủ rất là rộng rãi, chỗ này mọi người có thể về làm thêm một bức tranh để treo vào đó nữa cho nó sang trọng. Và đặc biệt sẽ có một nhà tắm riêng, một nhà tắm mini riêng. Nhà tắm trong phòng thì không cần phải động nóng đâu, như thế này là quá là ổn rồi. Thế nào mà thợ để xoay cái này qua đây ta? Đó, rồi đây sẽ là tàu vòi tắm xem. Quay cái này, quay cái lịch sử. Rồi ok. Đấy, một không gian nhà tắm như thế này vừa đủ,
công năng sử dụng cho cái không gian nhà tắm như thế này. Đó. Rồi. Ok, có nhà tắm riêng luôn nhá. Vậy là hết mong chờ nhá. Rất là nhiều anh em thích nhà tắm riêng ở trong cái căn nhà này, mình biết mà. Bên ngoài đây, hành lang này 1m2 thôi, tiêu chuẩn. Trên đây sẽ là giếng trời nối lên trên để lâu lâu anh em có thể lên trên ngó cái nọ ngó cái kia. Ngó bằng cách gì thì mọi người về mua thêm một cái thang, thang rút đấy. Đấy, đứng ở không gian này để trèo lên. Rồi cái trên kia sẽ có một cái kéo sang trái kia để kéo sang phải để đóng, kéo sang trái để mở nhá. Kéo ra kéo vô. Đấy, kéo ra kéo vô xong bắt đầu khóa lại bằng cái nút đúng khóa đấy. Đấy, phía sau sẽ là cái một con hẻm khi nãy mà mình review rồi. Và đây sẽ là một nhà vệ sinh lầu trên, nhà vệ sinh chung cho lầu 2. Cửa rẻ thì đương nhiên là đàng hoàng đầy đủ hết. Nội thất thì cũng rất là tốt và cao cấp. Mọi người thấy ở trên này thì đối với nhà vệ sinh chung thì bồn cầu vẫn để bên trong cho nó sạch, cho nó rộng, cho nó thoáng. Anh em muốn giặt đồ thì ngồi đây mà giặt đồ chứ nó con lành. Đâu phải cái gì cũng quẳng vào máy giặt đâu, đúng không? Rồi sen ở đây để giữa đây cho nó truyền thống. Chỗ này sẽ là không gian để cái lavabo rửa mặt. Vừa khéo nhá, ốp nát lên tới nóc nhà luôn. Cửa to, cửa rộng ra vào thoải mái. Gạch nền chống trơn trượt, hàng cao cấp chứ không phải là hàng rẻ tiền đâu nhá. Đây cái vòi tắm sen này, sen đa chức năng, rất là nhiều chức năng trong cái vòi sen này. Đây mình đã review rồi, bồn cầu điện khối hàng cao cấp rồi đấy. Mời mọi người cùng em vô trong ra bên ngoài, tôi quên cái này rỗng thoải mái nhá, không phải lo đâu tại vì nó là toàn sắt ve đấy. Rồi, mời bà con ra ngoài tham quan một chút. Phòng ngủ số 1 đi qua rồi, xong bắt đầu đến không gian cầu thang. Cầu thang nhìn xuống này, cầu thang này khá là đẹp đúng không anh em, rất là đẹp luôn, nhưng mà khá là đẹp. Trên nhà được ngói nên không gian rất là mát. Chỗ này còn có một cái thêm ô nhấn nữa này. Ô nhấn trang trí thêm các tấm plastic hàng cao cấp, đá cẩm thạch, màu đá cẩm thạch. Xin đi lầu trên. Hành lang có đèn đóm như người lớn vậy nhé. Trong phòng này thì đương nhiên là rất là rộng rồi. Nhà ngang 5m mà. Nhà ngang 5m thì đương nhiên là phòng khách phải rộng rồi. Đèn đóm đầy đủ hết. Rồi dây chờ máy lạnh, dây điều hòa, cửa to, cửa sổ. Đấy, CB máy lạnh đủ hết. Nói chung là không thiếu cái gì cả. Bà con cứ yên tâm đặt cọc có thể vào ở ngay. Đặc biệt trong cái dịp Tết nhất như thế này thì cọc độ 500-700 triệu cho bà con dọn vô ở luôn. 500 triệu cho bà con dọn vô ở luôn. Qua năm công chứng cũng được. Thoải mái nhá. Trời rất là hoành tráng luôn, lịch sự. Đấy, các ô nhấn này thì ai mà thích ngủ phòng đầu cũng được. Cái không gian này thì có thể để thêm các tiểu cảnh, những cái chậu hoa mini đó. Không, để không gian này sẽ rất là ngon nhá, đẹp, thẩm mỹ. Đấy, dây chờ điều hòa. Phòng ngủ số 3, đấy, rất là rộng. Bên ngoài còn có cả phòng thờ nhé bà con. Bên ngoài còn có cả phòng thờ này. Đấy, phòng thờ nhá. Phòng thờ to, rộng, đẹp. Tông màu sử dụng chính cho là màu trắng, trắng này trắng hơi vàng vàng một chút chứ không chưa thể gọi là trắng mỡ gà nhé. Đây, dân mọi người thấy dân ở rất là đông, mặt tiền đường to, dân ở rất là đông đúc, cây xanh vỉa hè ngon lành luôn. Mấy căn góc hai mặt tiền kia trước cũng là của nhà mình đấy, xây nhưng mà bán hết rồi, toàn cho các bác dưới thành phố Hồ Chí Minh lên ở nhá. Từ đây xuống thành phố Hồ Chí Minh đâu đó có khoảng đậu tới Thủ Đức khoảng đậu 14-15 cây, hơn chục cây, 14-15 cây gì đấy, khoảng vậy là tới chợ đầu mối Thủ Đức. Em ở đường cái vị trí này là phường Bình Chuẩn nhá, thành phố Thuận An, Bình Dương, gần Ủy ban Nhân dân phường Bình Chuẩn đấy. Gần đó có con đường Thủ Khoa Huân. Ai mà có nhu cầu thì đi lên hệ với em lên tới ngã tư Bình Chuẩn để coi nhà nhá. Cũng xin cảm ơn tất cả bà con đã dành thời gian cho em Phương để coi hết video này. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Em xin chúc tất cả bà con sức khỏe và tìm được một chủ đầu tư uy tín nhá. Đấy, ai mà muốn mua nhà, muốn xem sổ, muốn test về pháp lý thì cứ liên hệ với em Phương nhá. Đó, tôi xin cảm ơn, xin chào tạm biệt.